Nơi đâu, cháu xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chú heo đôi trên mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 thì em tiếp tục làm video xả chiếc đầu cassette đến từ thương hiệu của Tech. Model của nó là C3ZX, đây là chùm cuối của dòng C3. Đấy. C3 rồi C3Z rồi C3ZX nhé. Đấy. Thì chiếc đầu này nó được sản xuất năm 1981 với giá xuất xưởng có rất là cao 126.000 yên, nó tương đương khoảng độ 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì nó là dòng chuyên nghiệp nhé. Đấy. Nó sử dụng ba đầu từ: đầu từ xóa, đầu từ ghi và đầu từ phát. Đấy. Motor thì dùng đến hai cái motor cho nên là rất là bền khỏe. Và chiếc đầu này thì nó sở hữu cái xe ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 14,7 cm và chiều sâu của nó là 34,5 cm, và nó nặng là 9,5 kg. Màu sắc của nó đây là màu màu này gọi là màu lòng súng không nhé, còn đây là màu đen này, đây là màu đen này. Đấy. Nó có tính âm lượng lớn nhỏ, đây là âm lượng xuất ra chứ không phải âm lượng công suất đâu nhé, nhiều bác hiểu lầm. Đấy, hai đồng hồ vu lớn này và có một cái nút xuộc đây để chúng ta làm rè không cần băng. Đấy, gạt sang xuộc này là tín hiệu vào, đây là tín hiệu chạy bằng cassette. Nó có chức năng chỉnh BS ngoài, nếu còn chúng ta là không quen thì nhất là không chỉnh, tự động máy sẽ sử dụng cho bên trong rồi chúng ta cứ ghi thôi. Đấy. Và nó sử dụng những dòng băng như là lọc man, chrome và metal. Đấy, bác ghi cái cuốn băng nào hoặc phát ở băng nào thì ta sẽ gạt sang để chúng ta dùng cái chức năng đó. Ngoài ra thì nó có cả cái chức năng DBX này, nó giảm tiếng ồn cho nên là chất lượng âm thanh rất là tốt. Đấy. Cái chất âm của Tech thì biết rồi, âm của Tech thì nó có tiếng rồi, rất là mộc mạc và dày dặn nhé. Đấy. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết về phần ngoại hình và nội thất bên trong để bác cùng chiêm ngưỡng. Và chiếc đầu này là hàng đấu giá mạng về cho nên còn rất là đẹp nhé, màu sắc của nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì không thể đẹp xuất sắc được bởi vì hàng đã qua sử dụng rồi nhé. Đấy. Phần tiền, các lốm của nó còn sáng bóng đẹp. Ở đây là phần trong rất là mới nhé. Cái phần lắp lưng này nó màu xanh bộ đội luôn nhé, nó đẹp luôn. Đấy. Nó cứng cáp, em tháo ốc rồi để mở. Các bạn nhìn cái màu xanh của nó rất là đẹp. Phía sau, model của nó là C3ZX, điện 100V, công suất là 30W và series của nó là 23934, được sản xuất Nhật Bản. Thì nó gồm có một đường xuất ra và đây đường vào để làm rè hoặc là ghi. Đấy, tem đây. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong có nhìn này, hệ thống bề mạch của nó dày đặc. Dòng C3 thì nó chỉ một bề mạch bên dưới này thôi, nhưng dòng C7 giờ này nó cả bên trên này nữa. Đấy, toàn cái dòng tủ có dòng Macomb của Mỹ, cái rất là kỹ. Còn đây chassis nó 7 màu sáng choang này, hai motor này lớn này. Đấy. Còn nhìn này. Đây là mạch nữa này, toàn trụ Macomb của Mỹ thôi, chassis 7 màu đây. Đấy. Thu phát hoàn hảo nhé. Và đây là phần đáy phía dưới này. Đấy, sát này. Đấy, ở đây. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test các lăng tổng của chiếc đầu này. Các bác được và chiếc đầu này thì bên em bán với giá xả là 5,5 triệu nhé. Đấy. Nó còn rẻ hơn cả những chiếc đầu Tích Lích
ba số 2 mà nhà xuất hiện tại đang bán các bạn. Nhưng mà thực tế thì ngoại hình chất âm của nó có nhìn thấy rồi đúng không ạ? Rất là chất lượng rồi đúng không? Đấy. 5,5 triệu và em tặng kèm một cuốn băng có nhạc để các bác nghe luôn. Đấy. Và bao ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Thì hôm nay thì các bác mua hàng cũng rất là dễ chịu, nhưng mà không có nghĩa là nó rẻ quá đâu ạ. Hàng chỉ qua sử dụng Việt Nam nó khác, hàng giả qua đã sử dụng Việt Nam thôi. Bên em thì là không có nhu cầu thu mua lại hay đổi các đồ đã bán ở Việt Nam, em chuyên bán hàng mã Nhật về thôi. Làm xin giới thiệu thì em ở thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại là 07 232 69. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc cái bạn Zalo em đều được ạ. Trước tiên thì em test một đoạn nhạc để bác được thưởng thức và được em chức năng ghi, chức năng làm rè. Bác xem video mua sản phẩm thì nhớ xem kỹ giúp em. Đấy. Giờ ông đã được nhé. Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu. Tình ngỡ đã vui pha nhưng tình vẫn còn đây. Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh chân mềm mại đã đi vào đời người như từng viên đá bụi dẫn vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mây. Tình ngỡ chết trong nhau,
Em test cái chức năng làm dè và chức năng ghi nhé. Thì chức năng làm dè thì các bác chỉ cần gặp ở đây thôi, còn ghi thì bác chọn chế độ băng, sau đó là chỉnh âm lượng vừa phải để chúng ta ghi, đừng ghi lớn lớn quá là được nhé. Và sang đây tăng âm lượng đây, đây là âm lượng xuất ra này, còn tới tín hiệu ghi này, tín hiệu ghi này. Ghi tạm một đoạn thôi nhé, giờ nhập phát lại. Hôm nay thì đi bằng rất chất lượng rồi.
Chiếc đầu này thu phát rất là chuẩn các nhé, chất âm của nó rất là mộc mạc và dày, ẩm mát. Và giá của chiếc đầu này thì bên em bán với giá sả là 5,5 triệu đồng, em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em, và bên em tặng kèm một cuốn băng có nhạc để các bác nghe luôn. Số điện thoại cấm đèn tiêu đề của video ở 0907 232 69, các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại bác video sau ạ.